Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ 5 của bộ truyện có tựa đề Đời Con Gái của tác giả có bút danh bà Tùng Long. Đây là một bộ truyện tâm lý, xã hội và văn học cổ điển. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Ngày hôm sau khi ông Cảnh đến rủ Mai Lan đi dạo phố và đi dùng cơm, Mai Lan liền hỏi ông Cảnh về bà Hà Chi. Ông Cảnh ngạc nhiên: "Cô cũng biết bà Hà Chi à?" "Bà Hà Chi là một người thích làm việc thiện. Vợ tôi định gửi ba đứa nhỏ cho bà ấy nuôi. Không gửi chứ gửi là bà Hà Chi bán lãnh liền. Bà Hà Chi mà nghe ai đau khổ về tình duyên là bà ấy thương lắm." Mai Lan nói: "Nhưng chắc ông đâu để cho ba em làm con nuôi bà Hà Chi phải không?" "Không, tôi còn đây. Vợ tôi đâu có quyền gửi con như vậy. Nếu Mai Lan về làm vợ tôi thì Mai Lan có thể yêu chúng nó không?" "Các em được bao nhiêu tuổi?" "Có lẽ là sấp xỉ tuổi tôi rồi phải không?" Ông Cảnh nói: "Ba con của tôi, đứa lớn 18 tuổi tên là Tuyết Anh, đứa giữa 16 tuổi tên là Tuyết Mai, đứa nhỏ 13 tuổi tên là Tuyết Hồng. Chúng nó rất dễ thương. Nhưng tôi nói đùa thế thôi, chúng nó không bao giờ chịu xa mẹ chúng nó đâu. Cô năm nay bao nhiêu tuổi, cô Mai Lan?" "Ông đoán thử đi." "23 tuổi. Tôi đâu có trẻ quá như vậy. Chi bộ cô già lắm hay sao?" "Ông đoán lầm rồi. Tôi 30 rồi đấy." Ông Cảnh nhìn Mai Lan và nói: "Trông cô còn trẻ hơn cả Tuyết Anh của tôi. Trên mặt cô không có một nếp nhăn nào cả." Mai Lan cười, mặt nàng tươi đẹp khác thường, khiến cho ông Cảnh sửng sốt. Ông nói: "Cô đừng có đùa. Ông chưa cho tôi biết thật rõ về bà Hà Chi." "Cô hỏi làm gì mà hỏi kỹ vậy?" "Tôi đã nói rồi mà. Bà Hà Chi thừa hưởng của chồng một gia tài lớn. Và từ khi chồng chết, bá ở vậy và làm việc từ thiện." "Chồng bá giàu lắm sao?" "Giàu lắm. Ở đồn điền Cao Du biên giới Cao Miên, một đồn điền trà và cà phê Bảo Lộc, mấy ngôi biệt thự. Tiền thâu được mỗi năm, bà Hà Chi xài chưa hết 1/10. Nhưng cô điều tra làm gì mà kỹ như vậy?" Mai Lan lại hỏi: "Thế còn cô Sương, cô có tốt không?" "Nếu không tốt, cô ta đâu dám giúp đỡ cô như vậy." Ngừng một lát, ông Cảnh nói tiếp: "Hay cô thấy cô Sương làm mai mối cô cho tôi, rồi cô nghĩ xấu cho cô ấy?" "Tôi đâu có bạc bẽo như thế. Ngược lại tôi rất đội ơn chị ơi." "Nhưng hôm nay sao cô lại có vẻ lo nghĩ như thế? Cô quen với bà Hà Chi hồi nào?" "À, chị Sương đưa tôi đến à?" "Chị Sương đưa cô đến, tôi không tin." "Nhưng cũng vì tình cờ." Mai Lan kể tỉ mỉ cho ông Cảnh nghe tại sao mình quen với bà Hà Chi. Ông Cảnh nói: "Nếu như vậy thì lạ lắm. Tại sao Sương không ngăn cản cô vào nhà bà Hà Chi?" "Tại sao lại ngăn cản? Mà ngăn cản làm sao được? Tôi thấy nhà người ta có nhiều hoa. Với tư cách là khách thập phương xa lạ, tôi xin vào đấy để xem hoa. Chị Sương lấy tư cách gì mà ngăn cản? Tôi vào đấy có gì không có lợi cho chị Sương à?" Bị Mai Lan hỏi một hơi, ông Cảnh liền nói: "Thật ra thì cũng không có gì." Ông nói úp mở tôi không có hiểu. "Bây giờ tôi hỏi thật ông, bà Hà Chi định nuôi tôi cho ăn học để xây dựng tương lai sự nghiệp, thì ông nghĩ sao? Ông có khuyên tôi nên nhận lời hay không?" "Cô đừng đùa. Cô làm như tôi dễ gạt lắm à?" "Sao lại gạt ạ? Việc này có gì đáng trông đấy làm lạ đâu. Ông vừa nói cho tôi biết bà Hà Chi thương nhưng gặp chuyện tình duyên ngang trái." Ông Cảnh ngạc nhiên nhìn Mai Lan: "Cô nói gì lạ vậy? Người nào gặp tình duyên ngang trái? Chứ còn cô, việc gì mà cô..." "Ông mới quen tôi, ông nào có biết tôi là ai và dĩ vãng của tôi ra sao mà ông dám gắn bó với tôi? Nếu tôi nói dối và che đậy dĩ vãng của tôi thì ông làm sao mà hiểu được? Làm sao mà tin được bề ngoài ông? Tôi năm nay đã 30 tuổi. Tôi đã có một thời gian ở tu viện. Nhưng tôi xuất thân từ một gia đình khá giả. Điều này thì chị Sương biết, và chị cũng đã nói rõ cho ông nghe rồi. Nhưng còn nhiều chuyện không may đã xảy ra cho đời tôi, mà một lý do nào đó tôi không thể tiết lộ cho ông biết thì sao?" Ông Cảnh nhìn Mai Lan đoàn nói: "Cô cũng biết tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ?
Trên đường đời tôi đã đi được 2/3 rồi. Nhìn qua cô, tiếp xúc với cô mấy lâu nay, tôi cũng hiểu cô là một người có học. Chưa hiểu đời bao nhiêu và có thời gian cô đi tu như cô nói là thời gian cô đã kiềm hãm được bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu ước vọng, nên cô tránh được bước thăng trầm của kiếp hồng nhan. Mai Lan chỉ cười mà không nói, ông Cảnh lại nói tiếp. Được rồi, dù dĩ vãng của cô thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng tin rằng tôi không lầm khi yêu cô. Mấy tháng nay sống ở đây, cô có một nếp sống thật đàng hoàng và đúng đắn. Cái hiện tại bảo đảm cho tương lai và nói lên cái quá khứ của con người. Tôi nghĩ như vậy, cô đồng ý không? Mai Lan nghẹn ngào nghĩ rằng ông Cảnh thật mình yêu nàng, và nếu nàng nhận lời thì nàng có thể tìm thấy hạnh phúc. Mà nhận lời ông Cảnh, Mai Lan cũng không phải làm phận con nuôi cho bà Hà Chi. Khi còn nhỏ, Mai Lan có một người bạn thân học cùng trong lớp, Tiểu Nhi, con của một gia đình giàu, cha mẹ đông con. Tiểu Nhi phải đi làm thuê làm mướn để có tiền đóng tiền học. Nhưng Tiểu Nhi học rất giỏi và tính tình thì rất dễ thương. Lúc ấy có một người muốn xin Tiểu Nhi để nuôi và đem ra ngoại quốc. Cha mẹ Tiểu Nhi vì tương lai của con bằng lòng cho Tiểu Nhi, cho người đàn bà giàu có ấy. Nhưng Tiểu Nhi nhất định không chịu. Tiểu Nhi đã tâm sự với Mai Lan. Đứa con chỉ do một người mẹ sinh ra, không thể nhận ai khác là mẹ khi mẹ mình còn sống sờ sờ ra đó. Sau này khi lập gia đình, mình sẽ có một người mẹ thứ hai. Người ấy là mẹ chồng. Cha mẹ nghèo thì bổn phận của con cái là ở với cha mẹ, để giúp đỡ cho cha mẹ. Chứ ai lại đang ở cái tuổi nhờ cậy này lại bỏ cha mẹ để đi tìm sự sung sướng về vật chất như vậy. Bỗng nhiên lúc ấy Mai Lan nhớ đến những lời nói của Tiểu Nhi và cúi đầu suy nghĩ. Ông Cảnh thấy vậy thì liền hỏi, cô nghĩ gì đấy? Gần đến ngày cô hứa sẽ tâm sự cho tôi biết chuyện riêng tư của cô rồi đấy. Tôi tin rằng dù câu chuyện của cô có như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu của tôi đối với cô vẫn không có gì thay đổi cả. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã có những tình cảm tốt đẹp dành cho tôi. Được, tôi xin nghĩ lại và sẽ trả lời cho ông sau. Còn chuyện về bà Hà Chi? Chuyện bà Hà Chi tôi chưa thể trả lời được vì nhiều lý đàn ông khác mà cũng không khác gì những lý do mà tôi sắp nói với ông. Khi hai người chia tay trước nhà xương, ông Cảnh buồn ngồi nói, cô thật sắt đá. Tôi yêu cô và muốn xây dựng với cô, vậy mà cô vẫn không tin tôi. Chắc có người gièm pha tôi với cô rồi. Không, tôi định sẽ nói tất cả trông rõ. Xin cô cứ nói. Mai Lan ngập ngừng một lát rồi nói, để tuần sau tôi sẽ nói hết trông hiểu. Tại sao lại không phải là tuần này? Chưa tiện. Vậy thì tôi không ép cô nữa. Nhưng chuyện tôi đề nghị, cô nghĩ thế nào? Cô có nói cho bà Hà Chi biết không? Có, tôi đã nói cho bà Hà Chi biết. Rồi bà nói sao? Bà nói rằng nếu tôi đã một lần tình duyên giang dở, tôi có thể nhận lời đề nghị của ông. Nếu tôi là một thiếu nữ mới ra đời, trong trắng thì không nên. Nghĩa là bà Hà Chi bàn ra, không có muốn cô làm vợ tôi. Cái bà này phá đám thật. Tôi biết bà đã nghiêng về phía vợ tôi. Đàn bà thì thường bênh vực nhau. Ông biết vậy sao còn tính chuyện với tôi? Tôi không biết bênh vực vợ ông sao? Tôi sẽ đến gặp bà, trình bày rõ việc này trước khi trả lời ông. Đàn bà lôi thôi quá. Và dường như cô không tin cô Sương. Cô ấy tốt lắm, vậy mà có nhiều người nghi ngờ cô ấy là không đứng đắn, giúp người ta với mục đích lợi dụng. Người ta có thể nghi ngờ như vậy, vì thế những người mang ơn cô Sương thường biếu xén cô Sương vật này vật nọ, hoặc hồn hạp làm ăn. Có người còn ác miệng ác mồm với cái nghề làm mai mối bạc béo. Làm mai cho người ta, người ta được nhà cao cửa rộng, không nói làm cái gì. Nhưng rồi vợ chồng cắn đắn, cơm không lành canh không ngọt, hoặc nghèo túng nợ nần, người ta sẽ đổ hết lên đầu bà Mai, ông Mai. Chứ mấy ai mà chịu nhận một phần lỗi ở mình, hay là duyên số xui hên. Theo ông, cô Sương là người tốt. Còn về bà Hà Chi thì bà là người có giàu lòng từ thiện và thương ai gặp chuyện tình duyên giang dở, có phải vậy không? Nhưng chắc ông không biết gì về dĩ vãng của bà Hà Chi. Ông chỉ biết là bà ấy quá chồng, và chồng bà để lại cho một gia tài lớn. Cô còn thắc mắc điều gì nữa? Ở đây người ta chỉ biết như vậy là người ta đã thỏa mãn lắm rồi.
và bà Hà Chi là người đứng đắn và rất tốt. Lại nữa, bà cũng đã lớn tuổi. Phải là con trẻ thì người ta đã bàn tán về nếp sống và sự giao thiệp rất rộng của bà. Ông Cảnh có vẻ nghĩ ngợi. Lạ quá, hôm nay cô làm sao ấy, khó hiểu thật. Dường như ông chưa nói cho tôi biết ý kiến của ông về chuyện bà Hà Chi muốn nhận tôi làm con nuôi. Ý kiến của tôi tán thành và mừng cho cô gặp được người như bà Hà Chi. Nhưng tôi buồn cho tôi vì cái may của tôi, tức là cái rủi của tôi. Tại sao vậy? Tại một khi cô đã là con nuôi bà Hà Chi thì tôi không còn hy vọng gì được cô chấp thuận làm vợ. Làm con nuôi bà Hà Chi rồi thì tôi sẽ có chồng bác sĩ kỹ sư phải không? Biết đâu chuyện ấy. Tôi đợi cô một tuần nữa để biết ý kiến về lời đề nghị của tôi. Tôi đã trông đợi lâu lắm rồi. Mai Lan có vẻ ăn năn. Tôi đã làm ông phải chờ đợi. Tôi cũng thấy làm như thế là gây phiền hà cho ông. Việc gì phải tính dứt khoát đâu ra đó thì hơn. Mai Lan về nhà mà trong lòng không vui. Nàng hiểu là Cảnh yêu nàng thật sự. Một mối tình chân thật như vậy mà nàng còn dè dặt thì cũng lạ. Cảnh đã lớn tuổi, có đủ khôn ngoan để chiếm đoạt nàng, nhưng Cảnh không bao giờ có ý lợi dụng. Lúc nào cũng tôn trọng Mai Lan. Cũng chính vì điều đó mà Mai Lan áy náy. Nàng sợ một khi Cảnh hay biết nàng đã có một đứa con, nàng sẽ rơi vào một tình yêu nghiệt ngã. Thì liệu Cảnh có còn kính nể nàng, thương quý nàng như một vật quý nữa hay không? Hay là tâm lý đàn ông, người nào cũng xem thường hạ con gái hư hỏng và dễ dãi? Ngày hôm sau, sau một đêm suy nghĩ, Mai Lan quyết định đến gặp Hà Chi và nói hết sự thật cho bà nghe. Bà là người lớn tuổi, có học thức, xuất thân ở một gia đình khá giả. Bà lại lịch duyệt thì nàng có thể trao gửi cho bà câu chuyện không may của đứa con gái của nàng. Nàng phải nói thật để bà còn xét đoán còn có ý muốn nhận nàng làm con nuôi nữa hay không. Và sau này nếu bà khám phá ra sự thật thì bà không trách nàng là giả dối và thiếu chân thành. Thế là Mai Lan đến gặp bà Hà Chi. Thấy Mai Lan đến thình lình, bà không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay cháu rảnh hay sao mà đến thăm tôi vậy? Mai Lan liền ngồi xuống bên bà. Thưa bà, con đã hứa với bà là để con suy nghĩ về lời đề nghị của bà. Hôm nay con đã nghĩ kỹ rồi và xin đến thưa để bà rõ. Nhưng trước khi con nhận lời bà, con xin phép bà cho con được kể hết về cuộc đời của con để bà hiểu và tùy bà định đoạt. Và Mai Lan đã kể hết cho bà Hà Chi nghe về gia cảnh và chuyện không may của đời con gái. Mai Lan kể đến đoạn bị ông cha ghẻ dụ dỗ và cơn ghen kinh khủng của mẹ khi khám phá ra chuyện ấy thì ôm đầu nức nở. Bà Hà Chi ngồi nghe và vô cùng cảm động. Nghe đến đoạn Xuân Lan hay biết sự thật, bà Hà Chi thở dài. Vậy thì mẹ cháu có lỗi quá. Tội nghiệp con bé, bây giờ nó ở đâu? Cháu ra khỏi nhà tu cũng phải, không thể để con bé khổ sở vì thiếu tình thương như vậy được. Mai Lan nói cho bà Hà Chi biết hiện giờ Xuân Lan đang nằm bệnh viện. Vì Xuân Lan, cháu ra khỏi nhà tu, nhưng bây giờ cháu ăn năn về việc làm ấy. Trở lại với đời, cháu thích sống thật là sung sướng, hưởng thụ thật nhiều để bù lại những năm chôn vùi cuộc đời xuân trẻ trong bốn bức tường tu viện. Cháu chưa yêu, chuyện ngày xưa chỉ để lại trong lòng cháu một sự sợ hãi, nhưng cũng có phần khao khát yêu thương. Cháu muốn nếm qua hương vị của tình yêu và làm lại tất cả. Và bây giờ chính Xuân Lan là một trở ngại cho cuộc đời mới của cháu. Cháu đang bị giằng co giữa bổn phận và hạnh phúc riêng tư. Bà là người có kinh nghiệm sống, chắc bà hiểu hơn cháu nhiều. Xin bà tha lỗi cho cháu vì tình cảm quá phức tạp. Rồi ra đây tìm việc làm, cháu gặp chị Sương, ông Cảnh. Ông Cảnh đã cho cháu nếm qua các cảnh sống xa hoa của lớp người giàu sang. Những gì cháu chưa biết trước đây, ông Cảnh đã mở mắt cho cháu. Bây giờ cuộc đời cháu ra thế này, cháu cũng không còn trách ai. Bà Hà Chi nói, lỗi tại mẹ cháu. Vậy mà mẹ cháu vẫn cứ ung dung lo xây dựng hạnh phúc. Tội nghiệp cho Xuân Lan. Tôi cảm ơn cháu đã thành thật như vậy. Nếu cháu cố tình che đậy, sau này hay được chắc tôi phiền trách cháu lắm. Mai Lan lo lắng nhìn bà Hà Chi. Bà đàng hắng rồi nói tiếp,
Hiểu rõ hoàn cảnh đau thương của cháu, tôi càng yêu thương cháu hơn. Tôi vẫn không thay đổi ý định nuôi cháu làm con nuôi. Nhưng bây giờ, một khi đã biết cháu còn có cha mẹ, tôi e ngại một điều. Điều gì thứ ba? Nếu tôi nhận cháu làm con nuôi, rồi gia đình cháu không bằng lòng thì sao? Như cháu đã trình bày với bà, mẹ cháu chỉ muốn cháu ra khỏi nhà, đừng bao giờ để dượng cháu gặp mặt nữa. Nếu bây giờ có người lãnh nuôi và dạy dỗ thì mẹ cháu càng mừng. Cảm ơn là đằng khác ạ. Đành là như vậy. Nhưng nếu mẹ cháu biết có người lo cho cháu và sẽ buồn sẽ tủi. Tôi biết tâm lý con người lắm, và nhất là tâm trạng của người mẹ. Như vậy bà không còn muốn nhận cháu làm con nuôi nữa phải không? Không, tôi không bao giờ bỏ cái ý định đấy. Tôi sẽ nhận cháu làm con, nhận Xuân Lan làm cháu. Tôi sẽ gửi Xuân Lan đi ngoại quốc học. Mai Lan nhìn bà Hà Chi với đôi mắt chứa chan sự biết ơn thì bà nói tiếp. Nhưng tôi muốn cháu viết thư và trình bày rõ việc này với mẹ cháu, hoặc mời mẹ cháu ra Nha Trang để cháu thư gió mò chuyện. Tôi không cần gặp mẹ cháu, vì chắc mẹ cháu cũng không muốn gặp tôi. Cháu đã trưởng thành rồi, cháu có quyền định đoạt cuộc đời. Bên nội của cháu còn có ai là bà con không? Bên nội cháu còn một người cô, chị của cha. Cô thường rất yêu thương cháu. Hiện giờ Xuân Lan ở với cô ở trên Đà Lạt. Tôi có thể gặp cô Thưởng được không? Cháu có thể cho tôi biết địa chỉ của cô Thưởng không? Dạ được ạ. Vậy cháu hãy viết địa chỉ bà Thưởng vào quyển sổ tay này. Mai Lan ghi vào cuốn sổ tay của bà Hà Chi địa chỉ của bà Thưởng. Bà Hà Chi giữ Mai Lan lại dùng cơm trưa với bà. Trong khi ăn bà nói, chắc khi hay biết cháu gặp tôi, mẹ cháu sẽ buồn lắm. Một người mẹ đầy đủ bổn phận không bao giờ để con phải chịu cảnh này, và không bao giờ bắt con phải đi tu một cách vô lý như vậy. Tôi thương cháu lắm. Nếu cháu là con nuôi của tôi rồi thì tôi không bao giờ cho phép ông cảnh đeo đuổi cháu. Cháu đừng có nghĩ vì cái chuyện dở dang ngang trái kia mà cháu không có quyền có một người chồng tử tế. Biết bao nhiêu thiếu phụ 5-7 con rồi mà vẫn có chồng tử tế thì sao? Một tuần sau, Mai Lan lên Đà Lạt theo lời khuyên của bà để gặp cô Thưởng. Trước đó nàng cũng viết thư cho cô, nhưng điều nàng không ngờ là tại đấy nàng gặp cả mẹ. Bà Phương nhìn Mai Lan không chớp mắt, vì thấy nàng xinh đẹp trong chiếc áo dài màu rêu và chiếc choàng đen bằng nhung. Bà Thưởng khen: cháu của cô càng ngày càng đẹp và trẻ nữa. Cháu lên đây vì những điều cháu đã nói trong thư à? Mai Lan không ngờ gặp mẹ mình ở đây nên cũng cảm thấy khó xử. Vì vậy nàng tìm cách hoãn binh và nói với bà Thưởng: Cô và mẹ cho phép con đi thay đồ và tìm cái gì ăn qua đã. Sáng nay ra đi con không ăn điểm tâm vì sợ lên xe bị nôn. Nói xong Mai Lan đi vào trong nhà trong. Bà Thưởng đi theo và hỏi: lên đây con ở được mấy ngày? Thưa cô, ngày kia con đã phải về lại Nha Trang rồi. Mai Lan vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm lại và thay bộ đồ tây, định sẽ vào ký túc xá thăm Xuân Lan sau khi nói chuyện với mẹ và cô. Nàng càng xinh đẹp gọn gẽ trong chiếc quần tây bó sát và chiếc áo nỉ dài tay với cái cổ cao lót nhung. Mai Lan kể lại những gì nàng đã nói cho bà Hà Chi biết và việc bà Hà Chi yêu cầu gặp bà Thưởng. Bà Thưởng nghe xong dè dặt chưa nói gì, vì tính bà từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy. Nhưng bà Phương thì với cái tính bồng bột, nòng cố hữu liền kêu lên đầy vẻ tức giận: Mai Lan, làm như vậy con không nghĩ là con đã làm nhục mẹ, làm xấu hổ cho dượng con hay sao? Mai Lan ôn tồn và nói: thưa mẹ, về chuyện làm nhục mẹ, con nghĩ không có gì mẹ phải nhục. Vì sau khi mẹ ném con vào trong tu viện, và giờ đây lại ném con ra ngoài đời, con có nhận bà Hà Chi làm mẹ nuôi cũng là sự hợp lý hợp tình. Còn chuyện làm xấu hổ trông dượng ghẻ thì xin lỗi mẹ, hành vi ngày nào của ông ấy cũng đã là một việc xấu hổ rồi, đợi gì con phải làm. Bà Thưởng thấy mặt bà Phương tái lại thì không khỏi thương hại và liền nói: Mà Lan, con nên nhẹ lời và đừng quên là mẹ con cũng là người đau khổ không kém gì con. Mà Lan khóc: sự thật con không ngờ con lên đây lại gặp mẹ con. Con đã thưa rõ với bà Hà Chi và chỉ cần thưa chuyện với cô là đủ. Bà Phương kêu lên: như vậy con đâu có coi mẹ ra cái gì? Mai Lan lau nước mắt:
Mẹ bao giờ cũng là mẹ của con. Và trong đời đứa con thì cũng chỉ có một bà mẹ. Con sở dĩ nhận lời làm con nuôi bà Hà Chi là để tìm một chỗ dung thân cho những ngày sắp tới. Như vậy cũng là để tránh cho mẹ những lo nghĩ, và con cũng không phải lăn lóc ngoài xã hội để tìm cái sống. Bà Phương cau mày. Con nói như vậy là con không biết thương mẹ. Mẹ có sống giờ giờ ra đây mà con lại đi làm con nuôi của người khác. Mẹ quên là con đã 30 tuổi sao? Mà bà Hà Chi ấy là người thế nào? Dù bà ta có ý xấu, lợi dụng nhan sắc của con thì con gì là đời? Mai Lan kêu lên một cách mỉa mai, cay đắng. Còn gì là đời con? Mẹ ơi, bây giờ mẹ mới lo như vậy à? Mẹ không tin bà Hà Chi, nhưng tại sao hồi đó mẹ không gửi con lên đây với cô Thường? Rồi mẹ cứ nuôi Xuân Lan, cứ xem nó là con của mẹ. Với cái tuổi 18-20, con có thể kiếm được một tấm chồng nếu mẹ và cô thật sự xây dựng lại cho con. Đằng này mẹ nhốt con vào trong tu viện. Bà Thường nói. Hồi đó cô đã đề nghị như vậy mà mẹ con không chịu. Cô biết sao? Con là cháu của cô, nhưng là con của mẹ con. Cô đâu có quyền. Như con biết đấy, cô có nhiều lần xuống tận Sài Gòn để bàn với mẹ con về chuyện của con, nhưng mẹ con lại giành lấy mà nuôi con. Tôi đâu có ngờ ông Phương lại có tâm địa xấu xa như vậy. Huống chi Mai Lan là kỷ niệm mối tình đầu của tôi. Cha Mai Lan xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, bên nội đều có bà con giàu có. Lúc được làm vợ anh ấy, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Tôi yêu kính anh ấy lắm. Thôi, nói chi những chuyện rông dài. Cháu Mai Lan lên đây chỉ để hỏi ý kiến chúng ta về việc bà Hà Chi nhận nó làm con nuôi. Hôm qua khi mợ lên đây, tôi đã nói chuyện với mợ rất nhiều về cháu và Xuân Lan. Tôi đã khuyên mợ nên yêu thương Xuân Lan, gây lại tình thương yêu trong gia đình giữa các con. Cứ cho phép Mai Lan định đoạt cuộc đời nó. Mợ cứ nói đi nói lại cái chuyện cũ mềm đã xảy ra trên 10 năm nay rồi. Phải hay trái thì thời gian cũng đã trôi qua, không ai cứ kéo là được. Mai Lan tán thành ý kiến của cô. Cô con nói rất phải đấy mẹ. Sở dĩ bà Hà Chi cần ý kiến của cô con là vì bà ấy nghĩ rằng mẹ đã có chồng khác, nên cô con đại diện cho gia đình cha con, cô con có quyền định đoạt. Bà Phương nói lấy. Ừ thì mẹ không có quyền. Một khi mở đã tái giá, tôi không có muốn nhắc lại chuyện cũ. Chứ hồi đó khi nghe mợ có chồng khác thì mẹ tôi có sai tôi đi bắt Mai Lan về. Nhưng giờ đây việc đã xoay chiều thế này, có bà Hà Chi nào đó xen vào cuộc đời Mai Lan, thì hôm nay tôi cũng có một việc này phải nói rõ cho cháu biết. Lẽ ra tôi phải nói từ lâu rồi, nhưng cháu chưa đến tuổi trưởng thành đã gặp chuyện không may, mà sau đó lại còn vào tu viện. Mợ không hỏi ý kiến của tôi. Mai Lan sốt ruột hỏi. Việc gì vậy cô? Việc gì chị cứ nói cho tôi nghe. Mẹ tôi chết sau thầy tôi 3 năm. Mẹ tôi khi còn tỉnh táo có kêu tôi lại và nói, mẹ chắc không còn sống bao nhiêu lâu nữa, nhưng mẹ có điều này nói cho con rõ, là mẹ đã làm một chúc thư riêng để lại các món nữ trang của gia bảo của gia đình mình và một số tiền. Tiền riêng của mẹ dành dụm từ ngày lấy chồng cho Mai Lan, tôn nữ Mai Lan, con của Tôn Thất Trương và vợ là Hoàng Tuyết Hoa. Nhưng hiện giờ Mai Lan chưa đến tuổi trưởng thành. Tiền này nằm ở phòng trưởng khế, để tên con làm giám hộ. Khi nào Mai Lan đủ 18 tuổi thì con có quyền lấy của cải và tiền ra, rồi gửi lại ngân hàng với cái tên Mai Lan. Việc này con không cần cho mẹ nó hay, và tùy theo hoàn cảnh tình thế, con có quyền tùy nghi sử dụng tiền ấy cho con Mai Lan. Bà Phương nghe vậy hết sức kinh ngạc và liền hỏi. Số tiền ấy chị có thể cho em biết hiện nay lên đến bao nhiêu không? Và những của gia bảo ấy gồm có những cái gì? Bà Thưởng nhìn Mai Lan, thấy nàng ngồi cúi đầu lặng thinh thì hỏi. Con có cần hiểu cho rõ không? Việc này bà Thưởng chỉ muốn nói riêng cho Mai Lan biết, nên khi nghe bà Phương hỏi như vậy, bà mới hỏi lại Mai Lan để dò xem ý kiến của nàng. Mai Lan hiểu ngay ý cô. Tại sao trước đây cô không cho cháu hay, mà phải đợi đến hôm nay mới nói? Bà Thưởng liền phân trần.
Cháu trách cô đi à? Để cô nói cho cháu hiểu. Lúc bà mất cháu mới lên 8-9 tuổi. Lúc cháu vào tu viện thì chưa đầy 18. Cô làm sao cho cháu hay được? Mà lúc ấy cho cháu hay để làm gì? Cô đã nghĩ thôi thì mọi việc đã xoay chiều như vậy. Khi nào Xuân Lan được 18 tuổi, cô sẽ cho cháu hay để làm giấy tờ cho cháu thừa hưởng. Đâu phải là một món tiền nhỏ. Những món nữ trang này cũng là cả một gia tài kếch xù. Hồi đó mà cháu hay, cháu có một gia tài lớn như vậy thì cháu không bao giờ chịu để mẹ cháu ép cháu bỏ cuộc đời này mà đi tu. Với số tiền ấy, cháu có thể sống độc lập và nuôi con. Bà Phương nhìn con. Lúc ấy con còn quá trẻ, mà làm chủ một gia tài lớn thì rất nguy hiểm. Việc gì mà nguy hiểm mà mẹ? Con còn có cô Thưởng làm giám hộ cơ mà. Huống chi lúc ấy mẹ đưa con lên trên này, con ở luôn trên này thì có ai biết? Mà dù có ai biết cũng chẳng sao. Con có thể nói chồng con bị tai nạn chết, con là quả phụ mà Xuân Lan là cô nhi. Ôi, mất đi một cơ hội. Nhưng thưa cô, nếu cháu sắp trở thành triệu phú thì cháu cần gì phải làm con nuôi cho ai cho nó mệt. Cháu cứ ở đây, cô giúp cháu bằng cách chuyển món gia tài của nội cháu vào ngân hàng. Cháu sẽ về Nha Trang tìm mua một căn nhà nhỏ và đi làm sinh sống. Cháu có thể kiếm một người chồng tử tế. Cháu không dám tiêu xài hết cái tiền đấy đâu. Tiền đấy cháu để lại cho Xuân Lam một phần. Cô nghĩ có nên không? Bà Phương thấy Mai Lan tính gì cũng hỏi ý kiến của cô mà không thèm đếm xỉa đến mình thì buồn rầu và nói: em đã có chồng khác. Chuyện gia tài mẹ chồng em để lại cho Mai Lan, em không có quyền gì hết. Nay với gia tài kia, Mai Lan nói là không còn nhận lời bà Hà Chi nữa, thì em không còn phải phân vân suy nghĩ gì nữa. Đã vậy Mai Lan giờ đây đã có chị, trăm việc em nhờ chị. Nhưng em xin một điều là đừng để Mai Lan nhận Xuân Lan làm con, rắc rối cho chúng em lắm. Bà Thưởng lắc đầu. Việc nhận Xuân Lan làm con hay không còn phải có pháp luật can thiệp. Lại nữa cũng tùy Mai Lan. Nếu nó muốn khai sinh lại cho con bé thì mình cũng không nên làm khó dễ làm cái gì. Khai sinh lại cho con bé? Chị nói gì lạ vậy? Trên giấy tờ nó là con của chúng tôi. Mà cũng đúng, nó là con của nhà tôi. Làm lại giấy tờ tức là đem chuyện thâm cung bí sử ra phơi bày cho thiên hạ biết hay sao? Mà rồi đây ai dám làm cưới Mai Lan nữa? Mai Lan tức giận và nói: thì con ở vậy suốt đời để nuôi đứa con gái của con, chứ có gì lạ đâu mẹ. Những chuyện ấy hồi sau sẽ phân giải. Bây giờ thì con đi thăm Xuân Lan. Bà Phương cũng đứng lên. Mẹ cũng đi phố mua một ít rau để ngày mai về Sài Gòn sớm. Bà Phương đi ngay, không đợi Mai Lan cùng đi, mà nàng cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện riêng với bà Thưởng, muốn biết rõ về món gia tài trị giá của nó. Bà Thưởng kéo tay Mai Lan lại gần và nói: lúc nãy cô không nói rõ về món tiền và những món nữ trang là vì không muốn mẹ con biết. Bây giờ để cô nói rõ cho con rõ. Tiền thì bây giờ cả vốn lẫn lời đủ xài cho cả đời. Còn nữ trang thì gồm hai đôi xuyến trơn, mỗi đôi một lượng. Hai đôi vòng chạm, mỗi đôi cũng một lượng. Hai chiếc ngọc thạch trị giá cả chục lượng vàng. Và một đôi mãn áo cùng năm cái nhẫn nạm kim cương. Và hai đôi hoa tai vàng, hột xanh hột đỏ. Những thứ này là của gia bảo, từ đời dâu này đến đời dâu khác không có quyền bán. Nếu cha con không xấu số thì những món này thuộc về mẹ con. Và rồi sau đó cha con truyền nối, để lại cho các cô dâu. Cha con là trai một, của ý lẽ dĩ nhiên là của mẹ con, nhưng bây giờ nó là của con. Đó là ý của bà. Cô và hai cô nữa ai cũng làm ăn giàu có, và bà thì cũng đã chia sẻ cho các cô nhiều tiền rồi. Các cô không tranh giành gì của con đâu. Nếu sau này con có chồng tử tế, sinh được một đứa con trai, thì những của này sẽ thuộc về dâu của con. Chứ con không có quyền cho Xuân Lan. Cho Xuân Lan tiền thì được, nhưng theo cô biết cha của nó, ông Phương có gửi ở ngân hàng một số tiền. Tiền ấy mỗi tháng mỗi gửi cho nó cho đến khi nó trưởng thành, gọi là chuộc lại phần nào tội lỗi trước đây. Thật là chuyện bất ngờ đối với Mai Lan. Một chuyện có thể thay đổi tất cả những chủ tính mấy nay và cuộc đời của nàng hiện giờ. Với gia tài kia, nàng có nên nhận lời bà Hà Chi nữa hay không? Và bà Hà Chi có phải là người tốt không? Sương có phải là cô bạn tốt không? Và cả ông Cảnh,
ông ta có phải là người đàn ông thật sự yêu thương nàng không. Nay mai bà Hà Chi lên gặp bà Thưởng, bà Hà Chi sẽ nói gì và cô Thưởng sẽ đưa ra những điều kiện gì khi chấp nhận cho Mai Lan làm con nuôi. Thấy Mai Lan cúi đầu suy nghĩ, bà Thưởng nói: cháu nghĩ gì mà Thưởng ngồi ra như vậy? Mai Lan đứng lên: để cháu đi thăm Xuân Lan đã, rồi tối nay cô cháu mình sẽ bàn lại sau. Nhưng cháu xin cô đừng nói chuyện gia tài cho Xuân Lan hay bất cứ ai biết. Lúc ấy cô nói cho mẹ cháu nghe, cháu thấy cũng không nên. Người đàn bà khi đã có chồng khác và một đứa con với người sau thì quyền lợi thường là mù quáng của. Như cô thấy rõ đấy, mẹ cháu dám hy sinh cháu để giữ gìn hạnh phúc cho các em khác cha với cháu. Mẹ cháu nói với chị bếp rằng trên cán cân một bên chỉ có mình cháu, bên kia thì cả một lũ em và cả Dượng. Tất nhiên đĩa cân bên này phải nặng hơn. Bà Thưởng gật đầu, cô cứ nghĩ là cháu thu biện ra thì tất phải ngây thơ và không biết đời là gì. Nào ngờ cháu cũng khôn quá sức đi chứ. Vậy cháu học với ai? Cháu học sách vở. Cháu chỉ thích đọc truyện trinh thám, loại sách làm cho đó mình khôn ra. Nếu khi đọc mình biết suy nghĩ, cháu tuy ở tu viện nhưng được đi ra ngoài học những khóa y tế, văn hóa và xã hội. Mẹ bề trên khuyến khích cháu tham gia những đoàn phụ nữ chí nguyện, đem tình thương chăm sóc cho phụ nữ và trẻ em ở các vùng kém mở mang. Do đó thì cháu cũng được tiếp xúc với nhiều các nhân vật lỗi lạc để học hỏi thêm và am hiểu về cách đối phó, cư xử với những trường hợp bất thường. Nếu vậy cháu cũng giỏi và đáng khen. Mai Lan vào thăm Xuân Lan, thấy con bé đã khỏe nhiều, nàng cũng rất mừng là trong thời gian chờ bở bột cho cái chân, Xuân Lan được mấy bà Phước dạy cho học thêm toán lý hóa để có thể theo kịp. Xuân Lan vẫn có vẻ hờn hờn Mai Lan: chắc chị lên có việc riêng chứ không phải là lên thăm em, có đúng không? Mai Lan cười: dù chị có đi công việc riêng thì chị ghé đây cũng là tốt rồi. Tại sao em lại trách móc như vậy? Chị có bao giờ quên em đâu. Lúc nào chị cũng nghĩ đến em. Một ngày nào đó chị em mình cùng sống bên nhau. Thôi đi chị ơi, ai lo cho bà Hà Chi? Ai đi chơi với ông Cảnh mà chị lo cho em? Ai nói với em như vậy? Mẹ chứ ai. Mẹ nói hết năm học này em sẽ về lại Sài Gòn, xin vào trường Gia Long lại. Mẹ bây giờ không còn ghét em nữa. Đó là lời mẹ nói. Xuân Lan nói xong cười một cách khó chịu. Mai Lan nghĩ: sao mà nó giống ông Phương thế? Nó cũng đẹp nhưng lại có vẻ đẹp điêu ngoa làm sao ấy, nhất là khi nó mím chặt đôi môi. Mai Lan nói: mẹ nói như vậy chứ cô Thưởng không có để mẹ đem em về đâu. Em phải ở đây với cô, phải vào cái trường ở đây mà học, để sau này trở thành một thiếu nữ hoàn toàn. Âm nhạc cũng biết, hội họa cũng thành, và nhất là nữ công nữ hạnh cũng giỏi. Sau này có thể là một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang. Em cũng thích vào học ở trường đấy, nhưng em nghe nói trường ấy toàn là các ông lớn, các cán bộ cao cấp không à. Mình nghèo lấy đâu ra tiền mà học. Chị sẽ lo cho em. Bằng tiền của bà Hà Chi à? Thì đã sao, nhưng không phải bằng tiền của bà Hà Chi đâu, tiền của chị. Chị làm gì mà ra tiền? Miễn sao chị có thì thôi, chị không xin ai. Tiền chị làm ra, chị muốn tương lai của em được đảm bảo. Sao chị nói giống giọng của ba em quá? Ông ấy mỗi lần lên thăm em đều nói như vậy. Chị nhờ cô Thưởng lo cho em. Em có thấy cô Thưởng dễ thương không? Xuân Lan ngẫm nghĩ đoạn nói: em thấy cô Thưởng cũng dễ thương như chị bếp. Mà sao chị bếp đi làm công mà lại có đức độ và tình người, không thua gì người có học của chị. Vì chị ấy xuất thân từ một gia đình có học. Lỗi là tại chị ấy quá tự ái mà chuyện chồng con giang dở. Chị phải tìm một chỗ nương thân, chứ chị biết điều lắm. Mà sao em lại so sánh chị bếp với cô Thưởng? Em không so sánh, em chỉ nói em thấy cô và chị ấy đều là người tốt. Em ao ước một ngày nào đó chị có nhà, chị sẽ đem chị bếp về sống với mình. Chuyện ấy giờ cũng có thể sẽ được thôi. Bây giờ thì em ráng ăn uống điều độ để mau phục hồi sức khỏe, để còn đi học.
em không phải lo gì hết. Chị sẽ chiều ý em nếu em nghe lời mẹ về Sài Gòn. Hay ở lại đây với cô Thường thì chị cũng bằng lòng, không sao cả. Em cứ suy nghĩ đi. Mai Lan sau khi bàn kỹ với cô về chuyện gia tài, liền trở về Nha Trang. Người đầu tiên đến tìm nàng là Sương. Sương ngắm Mai Lan và nói: em hợp khí hậu miền núi thật đấy. Em đi có mấy ngày mà đẹp hẳn ra. Hay là có tin vui khiến cho em thay đổi như vậy? Mai Lan không khỏi khen thầm Sương có con mắt tinh đời. Em thì có chuyện gì vui đâu chị. Nhưng lần này em vui vì vừa giải quyết được một chuyện khó xử. Chị không biết em đã gặp chuyện gì khó xử, nhưng em bảo là đã giải quyết xong là chị mừng rồi. Ngẫm một lúc, Sương nói tiếp: mấy lúc nay chị biết tuy em có cảm tình với chị, nhưng sự thật em không biết rõ chị là hạng người như thế nào. Nói rằng chị thích giúp đỡ các bạn gái hoặc rủi gặp, nhưng biết đâu họ không nghĩ là chị lấy sự giúp đỡ này để kiếm lợi. Chị cũng sẽ định nói cho em biết hết. Thôi thì hôm nay cũng nói. Mấy lúc nay chị không nói là vì chị sợ những chuyện chị nói. Sự thật phũ phàng, chuyện yêu thương bừa bãi khiến cho tâm hồn trong sạch của em phải sao xuyến hay là hoen ố, khiến cho em không còn tin tưởng vào đời vì bị những chuyện kia đầu độc. Mai Lan đặt tay lên vai Sương và nói: chị đã biết gì về đời tư của em đâu mà nói như vậy. Dù như em không phải là một thiếu nữ hiền lành trong trắng thì sao? Em nói gì là vậy? Sương vừa nói vừa sững sờ nhìn vào mặt Mai Lan. Thì chị cứ kể đi đã. Chị em ta cần thành thật với nhau để hiểu biết rõ nhau trước khi em trả lời cho ông Cảnh và bà Hà Chi. Sương trầm ngâm một lúc rồi nói: em biết không, chị là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình có ba chị em đều là gái cả, mà ba chị em đều cùng mẹ mà khác cha. Mỗi đứa có một ông cha mà là thứ cha không thừa nhận con. Nói như vậy em cũng đủ hiểu mẹ chị là người đàn bà không may mắn. Ba cuộc tình duyên đều đổ vỡ. Lần đầu tiên, người cha của chị sau khi gặp mẹ ăn ở một thời gian rồi đi làm ăn xa và không thể trở về. Khi chị chào đời không có cha và phải lấy họ của mẹ. Mẹ chị vốn là một người đàn bà từ quê bỏ nhà lên trên tỉnh thành tìm kế sinh nhai, sống nơi phồn hoa, làm bất cứ nghề gì để có thể kiếm được tiền nuôi con, và chịu làm người mất gốc luôn không về quê xưa nữa. Khi chị bắt đầu hiểu thì mẹ chị là một chiêu đãi viên ở một quán bar, quán rượu cho người ngoại quốc. Khi chị lên 8 tuổi, mẹ chị lại sinh một đứa con gái nữa. Lần này chị không thấy ai là cha của đứa em xấu số này cả. Rồi lại thêm một đứa em thứ ba cũng là gái. Phải công nhận mẹ chị là người rất là can đảm. Bất chấp cả lời chê cười và dị nghị, cứ cắm cổ làm việc và vui vẻ nuôi con, cũng cho ăn học, cũng tạo được một mái nhà. Khi chị lên 17 tuổi, mẹ đưa chị vào làm ba mà trước đây mẹ chị đã làm. Rồi mẹ chị lại đi làm nghề khác, đứng bán hàng ở một cửa tiệm bách hóa của người Pháp. Chị làm được mấy tháng thì bà chủ ba làm mối chị cho một người đàn ông lớn hơn cả 10 tuổi, có tiền và nghề nghiệp tử tế. Chị nghĩ người con gái không như chị, kiếm được một tấm chồng cũng là kiếm được một chỗ an thân, tránh được cơn bão táp phong ba. Em cũng thừa hiểu đời người con gái sung sướng nhất là khi còn nhỏ được sống dưới mái nhà có đầy đủ cha mẹ, sống trong tình thương và sự dạy dỗ chăm sóc của cha mẹ. Khi lớn lên có được chồng tử tế, để đi từ tình yêu thương của cha mẹ đến tình yêu của chồng, để rồi được làm mẹ và sống trong sự yêu thương kính nể của con gái, góp sức với chồng để lo xây dựng tương lai cho con cái. Đó, đời người con gái chỉ có thế mới gọi là hạnh phúc, là may mắn, có phải không em? Mai Lan nghe Sương kể, ứa nước mắt. Sương cũng không khỏi thương cảm về câu chuyện của mình, lấy khăn chạm những giọt lệ. Giọt Sương kể tiếp: nhưng cuộc đời của chị cũng như các em chị, không làm gì có được cái sự may mắn đây. Cũng như cuộc đời của mẹ chị, thật là cuộc đời của một người con gái bất hạnh. Chị chỉ sống với người chồng ấy có 3 năm, 3 năm bất hòa. Chỉ vì người đàn ông ấy là một thương gia ở Sài Gòn đã có vợ và 2 con. Mỗi khi người ấy ra đây vì công việc làm ăn buôn bán thì ở với chị, mỗi tháng cho chị tiền đủ sống.
chị cũng có nghe người ta nói về anh ta, nhưng thấy anh chàng lo lắng đầy đủ cho chị nên cũng không quan tâm nhiều. Lúc ấy còn trẻ nên chưa hiểu đời, nhưng mẹ chị nói: "Thằng Phong, chồng con nó giữ kỹ để không có con, nó sợ lôi thôi khi gia đình nó hay biết." Mẹ chị nói vậy mà chị cũng không hiểu làm sao để giữ cho không có con. Chồng chị lại tánh ghen khủng khiếp, vì nghĩ rằng chàng đi vắng thì chị có thể đến quán bar hay nghe lời mẹ chị mà đi khách. Thật ra lúc ấy chị không bao giờ nghĩ cách phụ chồng làm chuyện đồi bại, mặc dù mình chỉ là một cô gái thuê bao không hơn không kém. Nhưng không biết là anh chàng Phong giữ kỹ thế nào mà chị vẫn có thai. Do đó Phong nghi ngờ chị và đã tra khảo chị đến nỗi phải hư thai. Rồi Phong bỏ chị luôn đi không về, và lẽ dĩ nhiên không còn cấp dưỡng nữa. Mẹ chị liền giới thiệu chị đi làm chỗ khác, rồi giữ kết trong một cái bar gần Cam Ranh. Cuộc đời của chị lúc ấy ba chìm bảy nổi, bốn cái linh đình. Nhưng nói cho cùng đã làm cái nghề này, gần gũi với bọn buôn hương bán phấn, những tên lính ngoại quốc luôn muốn mua vui, thì làm sao mà chị không bị lôi cuốn theo cái đảng hỗn độn đấy. Cũng may lúc ấy chị gặp bác sĩ Toàn. Ông ta quáng vợ, thấy chị còn trẻ đẹp và thương hại, muốn đưa chị ra khỏi cảnh trầm luân, nên ông ta cưới chị và đưa về Sài Gòn. Cũng may là các con ông ở với ông bà ngoại, thành ra chị không gặp phải cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Việc gì cũng vậy, nếu không suôn sẻ thì phải gãy đổ. Chị và bác sĩ Toàn sống hạnh phúc được đâu 5 năm thì ông ấy có được cử đi học một khóa huấn luyện ở nước ngoài. Chị không có con, vì các lần hư thai đấy chị kể như mất khả năng sinh đẻ, nên Toàn ra đi mà không yên lòng, muốn đem chị về sống với cha mẹ, để chị không còn co ngựa quen đường cũ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Đời Con Gái của tác giả Bà Tùng Long. Quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được tiếp tập 6 của bộ truyện này, và cũng là tập phát sóng cuối cùng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trên kênh Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.